Vâng, Zika Audio hôm nay rất là vui. Liên tiếp những mẫu loa thùng 340 cao cấp liên tục lên đường trong ngày hôm nay. Vâng, ngày hôm nay bên em đi 4 5 đôi rồi. Vâng, thì hôm nay là đơn của anh Hoàn. Vâng, đơn của anh Hoàn, anh ở về bến xe Định Nghĩa ở Hải Phòng. Vâng, anh đặt cho mình một đôi loa WeWood VK720, dòng loa thùng 340 cực kỳ bạo lực và bên em đang bày phía trước kia. Vâng, với đôi loa này thì anh Hoàn, anh không có đôi loa nào đổi đôi loa cũ. Thì bên em cũng có một chương trình chiên khách hàng rất là tốt. Em tặng ngay cho anh Hoàn ở bên xe Định Nghĩa Hải Phòng một chiếc mic Subwoofer M2000 trị giá 1 triệu đồng. Vâng, thì anh không có loa cũ anh đổi thì bên em sẽ chiên khách hàng. Cũng như các bác và anh em có thể tham khảo nhé. Một đôi loa WeWood VK720 340 sở hữu 6 loa trên một thùng thiết kế hiện đại màu xanh lam. Và mặt trước còn xung quanh được thiết kế màu vân gỗ rất là cổ điển và sang trọng. Bên em hôm nay đi mấy đôi rất là vui. Vâng, và đơn này em bên em test nốt cho anh Hoàn ở bên xe Định Nghĩa. Và các bác vui lòng lắng nghe nhé. Mặc dù không có loa đổi nhưng bên em vẫn có chiên khách hàng rất là tốt các bác và anh em ạ. Vâng, bây giờ chúng ta cùng đi lắng nghe loa này. Bên em cũng test nhạc vàng rồi, thì bây giờ chúng ta lại đi nghe một bản nhạc sàn, nhạc mạnh, máu lửa với một đôi loa nghe mạnh như là full luôn ạ. Sở hữu ngay trong những ngày tới đây, bên em vẫn còn những chương trình ưu đãi rất tốt. Cũng như anh Hoàn, anh không có loa đổi, anh có thể lấy nguyên giá 12 triệu và bên em tặng cho anh một cái mic có dây trị giá 1 triệu đồng. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh Hoàn nhé. Vâng, sau đây xin phép được bỏ ra cho anh em gửi ra bến xe Gia Lâm để gửi về bến xe Định Nghĩa cho anh như anh Hoàn nhé. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh Hoàn ạ. Vâng, đơn đặt của anh đang hoạt động rất ổn định nhé, anh Hoàn nhé. Vâng, bác nào mà muốn sở hữu những đô la cao cấp VIP như thế này là giá bình dân thì các bạn hãy liên hệ ngay cho bên Zika Audio theo hai số online trên màn hình nhé.
Và sau đây xin phép được dừng video và hẹn tất cả các bác vào các video tiếp theo ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.